Những điều gì em thấy là điểm cộng đáng khen ở chồng mình? Dạ rất là thương em. Nói chung là người rất là tình cảm á. Tự nhiên nói thế này nghe trời. Giống như là anh Phong ạ. Tụi em đã từng trải qua những cái biến cố hay những cái khó khăn nào lớn trước đây chưa? Dạ có. Không phải là gia đình, không phải gia đình khó khăn đâu chị, mà là anh Phong nói á, nếu mà thằng đàn ông á mà có vợ, cái người mà mình yêu thương á mà không lo được, mà còn phải xin tiền gia đình nữa, nhục lắm. Nhớ chồng em nói vậy. Cho nên là ba mẹ anh Phong rất là thương anh Phong, lúc nào cũng có thể ở bên hỗ trợ hết. Nhưng mà tụi em lúc nào cũng giấu á. Dạ cảm ơn chị. Lúc nào tụi em cũng muốn giấu đi, và tụi em cố gắng bằng công sức của mình. Là lúc anh Phong quen em có 18, 19 tuổi, là lúc đó anh Phong cũng mới 20, 21 rồi. Thì anh Phong ở trong một nhóm nhạc cũng rất là nổi tiếng, mà anh Phong phải dừng lại tất cả mọi thứ để lo cho em. Là lúc đó Phong chuyển sang làm sản xuất hả? Dạ không em? Là hồi đó anh Phong trong một nhóm nhạc rất là có nam, thậm chí là mọi người biết anh Phong nhiều hơn em. Sau đó anh Phong dần hết mọi thứ để tập trung viết nhạc cho em, tại vì nói là tụi mình khổ quá, hát hoài mà khán giả không biết. Thì lúc đó tụi em kinh doanh online, anh Phong chở em đi giao hàng. Nói chung là tụi em là gắn bó với nhau á 9 năm. Thì năm vừa rồi tụi em mới cưới, là năm thứ 10. Thì có nhiều cái khó khăn lắm. Tụi em từ lúc được khán giả thương á, thì tụi em mới có được những cái điều mà mình mơ, gọi là mơ ước. Thậm chí là ngày xưa những cái điều mà rất là nhỏ nhoi, như một bữa ăn chừng vài trăm nghìn thôi. Đó. Rồi đâm ra là em với Vân cũng tới thời điểm này nhiều người ta cũng nói là tụi em hay á chị. Thực ra chị nghe chị cũng rất chia sẻ với cái niềm vui của hai vợ chồng em á. Dạ. Tại vì cũng không phải dễ để mình có được cái thời điểm này, đúng không? Dạ. Và bạn đang rất là nhớ lại những cái khoảnh khắc mà dạ, hai đứa em bên nhau. Nhưng mà nói gì thì nói á, thì trong công việc là em, cái yêu cầu cao của em rõ ràng dạ, nó cũng cho ra một cái hiệu quả nhất định. Dạ. Cái thành quả hôm nay mình gặt hái nó cũng phải từ cái đó, đúng không? Đúng. Nhưng mà chị rồi, cũng đang muốn quay lại là vậy thì nếu em hợp tác với người khác, dạ, thì em sẽ khó hơn đối với Vân hay là em sẽ bớt khó hơn? Em làm rồi. Ừ. Em làm với người khác rồi. Ừ. Và em cũng vẫn giữ nguyên một cái thái độ đó. Ừ.